Cô chào các con. Hôm nay cô lại được gặp các con thông qua bài học này. Cô hy vọng mỗi một bài giảng mà thầy cô mang đến cho các con được các con nghiêm túc học, ghi chép và làm bài đầy đủ để đến khi hết đại dịch COVID, chúng ta sẽ trở lại trường học tập và không bị gián đoạn chương trình học. Nghe các con. Các con thân mến, hôm nay cô tiếp tục gửi đến các con tiết 94 văn bản ôn tập văn nghị luận với mục đích giúp các con củng cố lại kiến thức của 4 văn bản nghị luận đã học ở ngữ văn lớp 7 học kỳ 2. Sau đây, các con xem lại 4 văn bản đó nhé. Đầu tiên là văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Thứ hai, văn bản sự giàu đẹp của tiếng Việt. Thứ ba, đức tính giản dị của Bác Hồ. Và văn bản thứ tư, ý nghĩa văn chương. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài ôn tập nhé. Đầu tiên các con hãy kẻ bảng ôn tập vào vở bài học. Các con chia làm 6 cột: số thứ tự, tên bài, tác giả, đề tài nghị luận, luận điểm chính, phương pháp lập luận hay còn gọi là kiểu bài. Sau khi các con đã kẻ bảng ôn tập văn nghị luận, cô cùng các con sẽ ôn lại 4 văn bản chúng ta đã học. Văn bản đầu tiên là tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tác giả Hồ Chí Minh. Đề tài nghị luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Luận điểm chính của văn bản: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Về phương pháp lập luận thì đây là kiểu bài chứng minh. 2. Văn bản sự giàu đẹp của tiếng Việt, tác giả Đặng Thái Mai. Đề tài nghị luận là sự giàu đẹp của tiếng Việt. Luận điểm chính: tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp và một thứ tiếng hay. Về phương pháp lập luận là chứng minh kết hợp với giải thích. 3. Văn bản đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả là Phạm Văn Đồng. Đề tài nghị luận: đức tính giản dị của Bác Hồ. Luận điểm chính: Bác Hồ giản dị trong đời sống sinh hoạt, trong mối quan hệ với mọi người và trong lời nói, bài viết. Về phương pháp lập luận của văn bản này, đó là chứng minh kết hợp với giải thích và bình luận. Văn bản ý nghĩa văn chương của tác giả Hoài Thanh. Về đề tài nghị luận là nói về nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng của văn chương trong lịch sử nhân loại. Luận điểm chính: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống đa dạng. Văn chương sáng tạo ra sự sống, gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm sẵn có. Cho nên, không thể thiếu văn chương trong đời sống tinh thần của nhân loại. Phương pháp lập luận của văn bản này là giải thích kết hợp với bình luận. Các con thân mến, sau khi đã tổng hợp lại các kiến thức đã học, chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là phân biệt sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận với các thể loại tự sự, trữ tình. Các con sẽ cùng cô phân biệt theo mô hình sau. Bảng phân loại được chia làm 7 cột. Cột thứ nhất là thể loại, cột thứ hai cốt truyện, thứ ba nhân vật, thứ tư người kể chuyện, thứ năm luận điểm, thứ sáu luận cứ và thứ bảy là vần và nhịp. Về thể loại truyện thì cần phải có cốt truyện, nhân vật và người kể chuyện. Về thể loại ký thì cần phải có nhân vật và người kể chuyện. Về thơ tự sự cần phải có cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện và vần nhịp. Về thơ trữ tình cần phải có nhân vật và vần nhịp. Về thể loại tùy bút thì cần phải có nhân vật, người kể chuyện và vần nhịp. Về thể loại văn nghị luận thì cần luận điểm và luận cứ. Các con thân mến, bài ôn tập tuy ngắn gọn nhưng đã đúc kết toàn bộ văn bản nghị luận hiện đại. Để hiểu rõ hơn về bài ôn tập hôm nay, các con nhớ đọc kỹ phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 67. Các con thân mến, trước khi kết thúc bài học hôm nay, các con nghe cô dặn. Thứ nhất, ghi chép bài đầy đủ vào tập bài học.
Thứ hai, làm bài tập thầy cô đã cho vào tập bài tập nghe các con. Các con thân mến, bài học đến đây kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn vui khỏe, ghi chép bài và làm bài tập đầy đủ để tuần sau chúng ta trở lại trường học nghe các con.